Chào mừng các bạn đến với buổi tập yoga được Huyền thiết kế dành riêng cho những người bận rộn. Chúng ta sẽ tập trung vào những động tác nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiệu quả để kích thích năng lượng và cải thiện tâm trạng cho một ngày mới. Dù bạn có ít thời gian nhưng bạn hoàn toàn có thể tập theo Huyền với video chỉ 40 phút. Chúng ta cùng nhau bước vào buổi tập nhé! Hai tay chúng ta bám chặt vào đầu gối, đẩy thẳng cột sống lưng. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, đẩy căng xương ức, vươn cằm của mình lên. Từ từ cuộn lưng ra sau, hóp bụng, thở ra. Cằm thu về hõm cổ, mắt nhìn vào rốn. Tiếp tục, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Cuộn lưng, thở ra. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối, xoay vai ra sau, nâng cao lồng ngực của mình lên. Hít vào. Giữ và hít thở đều. Khép sát phần khửu tay, đẩy lồng ngực về phía trước. 4 3 Mỗi lần chúng ta hít thở sâu, chúng ta lại ghì cái khửu tay để nâng ngực lên nữa. 2 Và 1 Rồi cuộn lưng ra sau, thở hết ra. Cằm thu về hõm cổ. Cố gắng thẳng tay. Giữ và hít thở đều. 3 2 1 Vươn hai tay lên qua đầu, hít sâu, nâng cao toàn bộ vùng cột sống của mình lên. Vặn người sang trái, thở ra, tay trái chống phía sau, nâng cao lồng ngực thẳng cột sống. Về giữa hít vào, vươn hai tay qua đầu. Tiếp tục vặn người sang bên phải, thở ra. Cố gắng đẩy vùng lưng dưới của mình lên. Mắt nhìn sau theo vai phải. Hít vào, vươn hai tay về giữa. Vặn người sang bên trái, thở ra. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống. Chậm chậm vặn người sang bên trái, thở ra. Lúc này ta cúi người về phía trước, vòng tay ra sau và nắm lấy cái đùi bên phải của mình. Rồi chúng ta đẩy thẳng cột sống lưng lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, cố gắng tay phải này, ta ghì cái đầu gối trái lại để vặn người hơn nữa. 4 3 Cảm nhận vùng cột sống của mình đang được vặn người sang bên trái. 2 Và 1 Vươn hai tay lên, hít sâu. Chậm chậm vặn người sang bên phải, thở ra. Vòng tay phải sau lưng, nắm lấy đùi bên trái. Rồi chúng ta đẩy thẳng cột sống lưng lên. Mắt nhìn phía sau, theo vai phải. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 Cố gắng đẩy thẳng cột sống lên nữa nào. 4 Mở vai ra sau. 3 Thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên trái. 2 Và 1 Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Hai tay chống phía sau, thở ra. Ngón tay cái hướng về phía mông. 4 ngón tay bên ngoài. Chúng ta xoay vai, nâng cao lồng ngực. Hít vào, mông lên cao, ngực đẩy căng về phía trước, hơi kéo cằm lại một chút. Từ từ thở ra, hạ mông xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người đầu gối trái, hạ khửu tay xuống, thở ra, sao cho mông phải vẫn ở dưới thảm và bụng ngực của mình chạm vào đùi bên trái là được, đầu cổ thả lỏng. Tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay chống phía sau, thở ra.
xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào đẩy mông lên, vươn căng lồng ngực. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên cao, hít sâu. Chậm chậm gập người về phía đầu gối phải, thở ra. Tiếp tục một lần nữa, hít vào. Hai tay chống phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào mông lên, uốn cong lưng. Rồi thở ra, giữ ở đây. Ta kéo cằm lại của mình một chút để bảo vệ phần cơ cổ. 5, đẩy ngực của mình lên. 4, nếu ai tốt chúng ta đi tay gần về phía mông một chút nữa. 3, hít thở đều. 2 và 1, rồi từ từ hạ mông chậm chậm xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào, kéo căng vùng cột sống. Gập người về đầu gối trái, thở ra. Gắng ghì mông phải của mình xuống thảm. Thở đều và thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên phải. Giữ, thở đều đi ạ. 5, 4, nếu được chúng ta đi tay ra phía bên đằng sau của gối trái. 3, 2 và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm gập người đầu gối phải, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, nhấn hai mông cân bằng trên thảm. 4, mỗi lần thở ra ta lại cảm nhận sự căng giãn ở bên lườn bên trái và thả lỏng nó ra. 3, hít thở đều. 2 và 1. Rồi vươn hai tay lên cao, hít sâu. Thở ra, gập tay phải, tay trái đặt lên khửu tay và kéo cái khửu tay phải sang bên trái để nó làm giãn cái phần khớp vai của mình ra. Các cái bó cơ ở phía sau cổ vai gáy của mình cũng giãn ra. Hít thở đều trong khi giữ tư thế. Siết nhẹ cơ bụng. Thả lỏng vùng vai bên phải. Cố gắng điều hòa hơi thở. Rồi tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên cao. Chậm chậm gập tay trái, tay phải đặt lên khửu tay. Hít vào, nâng vai lên. Thở ra, kéo sang bên phải. Lúc này chúng ta hít thở đều. Mỗi lần thở ra lại thả lỏng toàn bộ vùng khớp vai bên trái. 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, gập tay bên trái và thẳng tay phải. Ta kéo tay sang bên trái của mình. Này, ta sẽ thả lỏng toàn bộ vùng khớp vai ở bên phải. Hít thở đều. Rồi hít vào, kéo căng hai tay sang hai bên. Thở ra, gập khửu tay phải, thẳng tay trái. Kéo giãn toàn bộ vùng vai bên trái. Mắt chúng ta hơi nhìn sang bên phía góc bên trái một chút. Giữ một chút và thở đều. Rồi vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Ta duỗi thẳng hai chân. Thả lỏng chân. Nâng đầu gối lên xuống. Khép sát hai chân. Lách hai mông của mình ra. Vươn hai tay lên cao, hít vào, dựng căng mũi chân lên. Tay phải nắm má ngoài chân trái. Tay trái phía sau, thở ra, mắt nhìn theo tay. Cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. Về giữa, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống.
Vặn người sang bên phải, thở ra. Hít vào, tay lưng lên cao. Tiếp tục đổi bên, thở ra. Hít vào, về giữa. Thở ra, vặn người sang bên phải. Một lần cuối nào, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống của mình lên. Chậm chậm, vặn người sang bên trái. Thở ra, mắt nhìn theo tay. Giữ và hít thở đều. 5, cố gắng đẩy phần lưng dưới của mình lên. 4, thư giãn phần kheo chân. 3, mở vai ra sau nhiều hơn. 2, rồi giữ nguyên tư thế ạ. Chúng ta dùng lực của bàn tay phải nâng chân trái lên. Rồi lưng thẳng ạ. Mở vai, mở ngực. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2. Giữ nguyên tư thế, từ từ hít vào, siết cơ bụng và nâng chân phải lên. Ta thăng bằng mông và dùng cơ bụng của mình một chút. 4, vuốt thẳng mũi chân phải. 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ chân xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm vặn người sang bên phải, thở ra, mắt nhìn theo tay. Dựng mũi chân và đẩy thẳng cột sống lưng. Điều hòa hơi thở. 4, 3, thả lỏng buông kheo chân. 2, rồi siết cơ bụng, hít vào, nâng chân bên phải lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi hít siết cơ bụng, nâng chân bên trái lên. Siết cơ bụng vào. Rồi, chúng ta siết cả cơ đùi và vuốt thẳng mũi chân như này. Đẩy thẳng lưng, mắt nhìn phía sau sang phải. 4, 3, 2 và 1. Rồi hạ chân xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào, đẩy căng vùng cột sống của mình lên. Hai tay chống phía sau, thở ra. Hướng mũi tay về phía mông của mình và cách khoảng độ nửa gang tay, sao cho lúc lên thì thẳng hàng với vai. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, vuốt mũi chân. Hít vào, nâng mông lên, đẩy căng lồng ngực về phía trên. Đã hơi kéo cằm lại một chút. Thở ra, chậm chậm hạ mông xuống. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập người về phía trước, hai tay nắm bàn chân. Thở ra, cố gắng là duỗi thẳng cột sống lưng. Vươn người về phía trước, sao cho bụng, ngực ép sát cái đùi của mình. Đầu cổ thả lỏng, mắt nhìn chân. Tiếp tục vươn hai tay, hít vào, đẩy căng lồng ngực. Hai tay chống phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực. Hít vào, mông lên, duỗi mũi chân. Hạ mông xuống, thở ra. Vươn tay lên cao, hít vào, dựng mũi chân về phía đầu. Gập người về phía trước, thở ra, vươn dài các đốt sống. Một lần cuối, hít vào, vươn hai tay lên, đẩy thẳng cột sống lưng. Hai tay sau, thở ra. Rồi xoay vai, khép sát phần vai của mình lại. Hít vào, duỗi mũi chân mông lên cao. Rồi thở ra, giữ ở đây. 5, gắng mông lên nữa nào. 4, ngực lên nữa. 3, siết chặt cơ bụng cơ mông. 2 và 1, rồi từ từ hạ mông thật chậm xuống. Lách hai mông sang hai bên, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Chậm chậm gập người về phía trước, vươn dài, thở ra. Rồi, giữ ở đây và hít thở đều. Ta cố gắng là duỗi cái lưng của mình ra thêm một chút nữa. Thả lỏng vùng kheo chân phía dưới. 4, 3, mỗi lần thở ta lại hạ phần khử tay xuống, hạ bụng ngực sát đùi. 2,
Và một, rồi vươn hai tay lên, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Rồi bây giờ mở lớp chúng ta mở rộng hai chân để kéo giãn phần cơ kheo phía dưới và cơ đùi phía trong. Ta mở rộng hai chân sang hai bên. Rồi nhấc mông về phía trước một chút để làm sao cho căng giãn hết mức có thể của mình nhé. Chúng ta lách mông sang hai bên. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Chậm chậm nghiêng người sang bên phải, hạ khửu tay thẳng hàng với hông, ngực đẩy căng, mềm lườn bên trái ra nào. Tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít vào. Nghiêng người sang bên trái, thở ra. Hít vào về giữa. Thở ra đổi bên. Ai đau cổ vai gáy mắt nhìn thẳng, không đau cổ vai gáy thì mắt nhìn lên qua vai trái. Tiếp tục hít vào, dựng mũi chân đẩy thẳng cột sống lưng. Nghiêng người sang bên trái chậm chậm, thở ra. Một lần cuối, tay lên cao, hít vào. Nghiêng người sang bên phải, thở ra. Giữ và hít thở đều, ta luôn luôn đẩy thẳng cột sống lưng lên. Mở vai trái lên cao để hai vai trên một đường thẳng. Và thẳng tay trái cho em ạ. 4, thả lỏng vùng kheo chân. 3, thư giãn vùng lườn bên trái. 2, hít thở đều đi ạ. Và 1, rồi vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm nghiêng người sang bên trái, hạ khửu tay rụt xuống, thở ra. Giữ ở đây, hít thở đều ạ. 5, cố gắng ngực đẩy căng, xoay vai trái của mình lên. 4, mở vai phải ra sau hơn nữa. 3, 2, và 1, vươn tay qua đầu, hít vào, dựng mũi chân. Gập người về phía chân phải, thở ra, từ từ hạ dần cựu tay của mình xuống. Đầu cổ thả lỏng, không cố gắng đầu về phía chân để lưng bị cong. Vươn tay hít vào, gập người về phía chân trái, thở ra. Hít vào, thở ra đổi bên. Thả lỏng toàn bộ vùng kheo chân phía dưới. Tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về phía chân trái, thở ra. Rồi một lần cuối, hít vào, nâng cao vùng cột sống. Thở ra, gập người về phía chân phải. Chúng ta giữ ở đây và hít thở đều. 5, cố gắng úp mông bên trái xuống. 4, thả lỏng toàn bộ vùng kheo chân phía dưới. 3, mỗi lần thở ra ta lại mềm cái phần cơ kheo ra. 2, và 1, rồi hít vào, vươn hai tay lên cao. Gập người về phía chân trái, chậm chậm hạ khửu tay xuống, thở ra. Gắng hạ khửu tay bên phải nhiều hơn. Dựng mũi chân của mình lên, siết cái bàn mũi bàn chân về phía đầu để bảo vệ phần khớp gối nhé. Thở đều và thả lỏng toàn bộ vùng kheo chân của mình. 4, 3, hít thở đều. 2, và 1. Rồi vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay chống phía sau, thở ra. Ta đi hai bàn tay của mình về sát nhau nhé. Rồi chúng ta xoay vai, nâng lồng ngực lên, vươn cằm. Cố gắng là đẩy ngực về phía trước, view cái mông của mình lên, view cái mông ra sau. Và cố gắng áp hết phần bụng dưới của mình xuống phía trước để làm giãn phần lưng trên, vùng khớp hông trong. Giữ và hít thở đều. 5, cố gắng đẩy ngực hơn nữa nào. 4,
3. Thư giãn vùng vai. 2. Thả lỏng phần khéo chân nhiều hơn. Và 1. Rồi vươn hai tay lên cao, hít vào. Chúng ta gập người về phía trước, vươn giãn toàn bộ các đốt sống. Thở ra. Hạ khử tay của mình xuống. Nếu được thì chúng ta vươn dài bụng, ngực và cằm. Giữ và hít thở đều. Mũi chân chúng ta co lên. Lúc này chúng ta tập trung điều hòa hơi thở, để phần cơ chúng ta được mềm và thả lỏng ra, nó không bị gồng cứng. Mỗi lần thở ra ta lại mềm hết phần kheo xuống một chút. Chúng ta không tập trung vào vùng đau, chúng ta sẽ nghĩ đến phần khác. 3 hơi thở nữa nào. Hai. Và 1. Từ từ đi tay về. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Chúng ta co dần cái chân của mình lại. Hai tay ôm đầu gối và lắc hông sang hai bên. Thả lỏng phần cơ kheo chân. Thư giãn vùng lưng của mình. Rồi, chúng ta về tư thế con bò mèo. Đầu tiên chúng ta hạ mông ngồi xuống gót chân, sau đó hạ khửu tay của mình xuống sát với đầu gối. Hai tay mở rộng bằng vai, sau đó chúng ta đi thêm một bàn tay nữa. Đây, đây chính là điểm đặt con bò mèo của mình. Xuôi mũi chân ra sau. Cổ tay thẳng hàng vai và xoay phần khớp tay của mình ra phía bên ngoài. Ngón tay giữa thì thẳng hàng với mép thảm. Rồi từ từ siết nhẹ cơ bụng, võng lưng xuống, vểnh mông lên, hít vào, vươn cằm của mình về phía trước, mở rộng toàn bộ lồng ngực. Cuộn lưng lên, cuộn xương cụt xuống, hóp sâu bụng lại, thở hết ra. Xốc vai. Tiếp tục, võng lưng, hít vào, mở căng ngực của mình về phía trước. Vươn dài phần cuống họng của mình. Không ngửa cổ, chúng ta vươn dài về phía trước thôi. Rồi thở ra. Một lần cuối, võng lưng xuống. Hít sâu, vươn căng lồng ngực lên. Giữ và hít thở đều. 5. Siết nhẹ cơ bụng. Mở vai ra sau nhiều hơn, để thả lỏng vùng cơ lưng trên. 4. 3. 2. Và 1. Rồi hít vào. Cuộn lưng lên, thở ra. Cằm thu về cổ, siết cơ bụng vào bên trong. Giữ và hít thở đều. 4. Xốc vai lên cao. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ chúng ta đi tay về phía trước. Sau đó này chúng ta mắt nhìn xuống đầu gối, để mông vẫn phải thẳng hàng với đầu gối nhé. Chúng ta đi tay. Và dần dần hạ ngực cằm của mình xuống. Nếu chúng ta chưa hạ được luôn thì chúng mỗi lần thở ra nhé, ta lại hạ mềm lưng, mềm vai ra một xuống một chút. Thì dần dần mỗi lần hơi thở như vậy chúng ta sẽ sát đất được nhiều hơn. Rồi, thả lỏng toàn bộ vùng khớp vai. Thư giãn vùng lưng. Cố gắng hít thở đều. 4. 3. 2. 1. Rồi, khi mà ngực của chúng ta đã chạm được xuống dưới thảm rồi thì chúng ta bắt đầu siết nhẹ cơ bụng. Còn nếu như mà ai chưa hạ được ngực xuống thảm thì chúng ta đi tay về phía trước một chút để cho ngực hạ hoàn toàn xuống thảm nhé. Rồi, hít này, siết chặt cơ bụng, đổ trọng tâm vào phía chân và ở đây và hít thở đều. 4. Siết mũi chân nào. 3. Gắng siết bụng và siết đùi. 2.
Phần 1, rồi từ từ hạ gối phải xuống. Chống mũi chân phải, dồn trọng lực vào bên phải một chút và trái lên. 2, 4, 3, 2 và 1. Hạ chân xuống, ta đi tay về phía sau, trán xuống thảm, cằm chạm hõm cổ và thả lỏng hai vai, tư thế em bé. Hít thở đều. Đã điều chỉnh tư thế để sao cho mình nằm một cách thoải mái nhất. Thoải mái vùng lưng và thoải mái vùng cổ. Chậm chậm nâng người lên. Ta mở rộng hai bàn chân sang hai bên. Sau đó hạ mông xuống thảm. Có thể tách nhẹ hai đầu gối. Còn nếu mà cơ đùi của ai mà giãn hơn thì chúng ta khép hai đầu gối lại một chút. Được chưa ạ? Sau đó hạ khửu tay từng bên một xuống. Nếu như được thì ta tiếp tục hạ lưng và đầu của mình xuống tiếp. Lúc này chúng ta sẽ cảm nhận cái cơ đùi phía trước của mình, cơ bụng được giãn ra. Chúng ta thở đều và thả lỏng toàn bộ cơ đùi phía trước nhé. Chúng ta siết nhẹ cơ bụng để bảo vệ phần cơ lưng dưới. Hít thở đều. Để thư giãn vùng vai thì chúng ta đưa hai tay qua đầu. Nắm vào khử tay của nhau. Và lúc này chúng ta thư giãn vùng vai luôn. Cố gắng siết cơ bụng để bảo vệ phần lưng của mình. Ta ghì lưng của mình xuống một chút. Thả lỏng toàn bộ cơ đùi phía trước. Thả lỏng vùng vai. Rồi, từ từ ta xuôi hai tay, chống khử tay và nâng người của mình lên. Rồi, ta duỗi thẳng hai chân về phía trước. Thả lỏng. Nâng đầu gối lên xuống. Rồi, chúng ta về tư thế V ngược. Đây là thảm định tuyến, nên là chúng ta nếu như mà thảm ai mà có định tuyến thì mình sẽ đặt hai bàn tay của mình vào cái chỗ vạch này và hai bàn thót chân của mình sát vào cái vạch phía sau cùng đấy ạ. Rồi, chúng ta đẩy đỉnh mông lên cao. Hai chân mở rộng một chút cách nhau 20 cm. Cố gắng dướn đỉnh mông lên. Tách hai vai sang hai bên, thả lỏng vùng kheo chân phía sau, hít thở đều. Nếu có ai có vấn đề về các cái bệnh về huyết áp thì chúng ta ngửa mặt lên và mắt nhìn song song với mặt thảm. Còn nếu không có vấn đề gì đấy thì chúng ta thả lỏng đầu và mắt nhìn vào ngón chân. Giữ ở đây một chút nữa. Rồi, từ từ hít vào, ta nâng chân phải lên cao, mắt nhìn về giữa hai bàn tay, quáng úp mông bên phải xuống. Bước chân lên cạnh bàn tay phải, thở ra. Rồi, từ từ hạ gót chân trái phía sau xuống sao cho hai gót chân trên một đường thẳng. Siết bụng, đầu gối phải thẳng hàng với lại gót chân phải. Vươn hai tay lên cao, hít vào đẩy căng vùng cột sống lên. Úp mùng hông bên trái xuống, mở căng lồng ngực, giữ và hít thở đều. 5, 4, điều hòa hơi thở. 3, 2, 1, rồi từ từ xoay người sang bên trái, hai tay ra ngang.
Ta xoay hết vùng hông của mình sang trái nhé. Và mở gối phải sang phải. Hai vai thẳng hàng, không đổ người về trước. Ta lưng vẫn phải thẳng hàng với hông. Sau đó mắt nhìn về phía bàn tay phải. Giữ ở đây, siết nhẹ cơ bụng và cuộn xương cụt. Hít thở đều. Cố gắng siết chặt cơ đùi, cơ bụng. Vững chắc như một chiến binh. Rồi hít vào. Nghiêng người sang bên trái, thở ra, tay phải áp mang tai. Giữ ở đây và hít thở đều đi ạ. Quan sát hơi thở qua mũi. Quan sát hơi thở qua bụng. Cảm nhận các cơ của mình đang được siết vào. Rồi hít vào về giữa, hai tay ra ngang. Thở ra, hạ sâu vai phải xuống dưới kheo chân. Vòng tay trái ra sau lưng. Tay phải nắm cổ vào tay trái này. Đó. Rồi đẩy mông về phía trước. Vươn căng lồng ngực, mắt nhìn qua vai trái. Giữ ở đây, hít thở đều. 3, 2, 1, hai tay xuống thảm. Hai chân ra sau tư thế plank, tấm ván. Xốc vai, siết chặt cơ bụng, cuộn xương cụt. Đầu cổ thẳng hàng với trục của cột sống. Mắt nhìn về phía đầu thảm. Giữ ở đây. 4, siết cơ đùi, cơ bụng nào. 3, 2, và 1, rồi chậm chậm này. Hạ khử tay bên phải xuống và hạ cái rìa bàn chân trái xuống sao cho khử tay thẳng hàng với lại bàn chân. Đó. Nếu ai chưa thăng bằng tốt thì chúng ta chân trước chân sau. Nếu như thăng bằng tốt thì hai chân chồng lên nhau. Rồi hạ bàn tay phải này, nâng tay trái lên, úp hông của mình xuống, gồng chắc phần cơ bụng phía dưới. Mắt nhìn lên theo tay trái, quán hít thở đều đi ạ. Siết chặt bụng hơn nữa nào. Nâng mông lên. Rồi từ từ hạ tay xuống. Hạ đầu gối này. Điều chỉnh sao cho cổ tay thẳng hàng dưới vai. Và chúng ta hạ ngực cầm xuống tư thế 8 điểm. Khép sát khử tay. Giữ hơi vai, hít thở đều. Xuôi mũi chân. Trườn người về phía trước. Xoay vai, hít vào, nâng cao lồng ngực của mình lên. Thở ra, vươn cằm của mình về phía trước. Giữ và hít thở đều, ta không ngửa cổ ra sau nhé. Ta vươn dài cằm lên thôi. Rồi, siết nhẹ cơ bụng. Ai bị đau lưng dưới thì chúng ta hơi nhấc nhẹ xương hông lên một chút. Cố gắng là cổ tay thẳng hàng vai. Và mở căng vai ra sau. Hít thở đều đi ạ. 3, cố gắng quan sát kỹ cái phần định tuyến. Để chúng ta tập an toàn, không bị chấn thương. 2 và 1, rồi tầm chậm, chống mũi chân, đẩy mông lên cao, tư thế V ngược. Cố gắng dướn đỉnh mông lên nữa, siết cơ bụng và ép rốn sát vào đùi của mình nhất có thể. Thả lỏng vùng cơ kheo chân phía sau. Đó, ta dướn cái vai của mình lên để kéo dài cột sống lên phía trên đỉnh mông. Rồi từ từ đổi bên. Nâng chân trái lên cao, hít vào, mắt nhìn về phía trước, úp hai mông cân bằng. Bước chân trái lên cạnh, bàn tay trái phía trong, thở ra. Rồi hạ gót chân phải phía sau, sao cho hai gót chân này ra trên một đường thẳng. Siết cơ bụng, nâng người lên. Xoay hông về phía trước, hai mông cân bằng. Đầu gối thẳng hàng gót chân, vươn hai tay lên cao, hít vào, mở căng lồng ngực. Vươn cằm của mình lên phía trước. Giữ ở đây và hít thở đều. Mỗi lần thở ta lại siết bụng của mình vào. Hít thì chúng ta lại nâng ngực của mình lên. Rồi chậm chậm xoay người sang bên phải. Xoay hết hông của mình sang phải nhé. Mở gối trái sang trái này. Và hai tay ra ngang. Siết bụng này, cuộn xương cụt lại để không bị võng phần thắt lưng. Rồi mắt nhìn về phía tay trái. Hít thở đều. Cảm nhận sự căng ở cơ đùi và cơ bụng. Rồi từ từ hít vào. Chậm chậm nghiêng người sang bên phải. Thở ra, tay trái áp mang tai. Cố gắng thẳng tay trái này.
Rồi, mở căng lồng ngực của mình ra, mắt nhìn qua vai trái đi ạ. 3, 2, 1. Rồi, hít vào về giữa, kéo căng hai vai sang hai bên. Chậm chậm hạ khửu tay bên trái xuống, luồn tay xuống dưới kheo chân, tay phải vòng sau lưng và tay trái nắm cổ tay phải. Rồi đẩy mông về phía trước, xoay vai mở ngực, mắt nhìn lên vai phải, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, cố gắng nào, 2 và 1. Rồi hai bàn tay chúng ta tiếp tục hạ xuống thảm, bước chân trái ra sau, tư thế tấm ván cao, siết chặt cơ bụng, xoay khớp tay sang hai bên nhé, nó xốc vai lên một chút, nó gồng cơ lên để các cơ trên cơ thể của chúng ta nó được siết chặt, cơ nó không bị lỏng lẻo ạ. Rồi chậm chậm này, ta hạ khửu tay bên trái xuống và nghiêng chân sang một bên, sao cho khửu tay và gót chân phía sau trên một đường thẳng nhé. Rồi tay phải lên, nếu ai tốt thì chúng ta có thể chồng hai chân lên nhau. Rồi úp hông của mình, hai hông cân bằng ạ, siết chặt cơ bụng, mắt nhìn theo tay phải. 3, 2, nâng mông lên nữa nào. Và 1, rồi từ từ hạ bàn tay xuống. Chúng ta hạ gối, hạ đầu gối thẳng hàng về hông, cổ tay thẳng hàng vai, hít vào. Chậm chậm hạ ngực cầm xuống, thở ra. Khép sát khử tay, rồi lực ở tay nhiều nhé. Đó, hít thở đều. Nó đã xuôi mũi chân, chuồn người về phía trước, xoay vai ra sau, hít vào, nâng cao lồng ngực của mình lên, thở ra mở vai ra sau, giữ và hít thở đều. Ta dùng lực của bàn tay này, nâng người của mình lên hơn nữa, cố gắng là siết bụng và thả lỏng lưng, xuôi mũi chân ra sau, cảm nhận vùng cơ bụng phía trước, cơ ngực của mình đang được kéo giãn. Rồi từ từ chúng ta đẩy mông ra sau, hạ mông xuống gót chân, chán xuống thảm, trở về tư thế em bé. Nếu ai bị đau lưng thì chúng ta vươn dài tay về phía trước. Đó, và cụp mông xuống để chúng ta kéo giãn các đốt sống lưng của mình ra thì sẽ hết đau lưng luôn ạ. Điều hòa hơi thở, tập trung thở đều để lấy cái phần oxy lên trên não của mình nhiều hơn, oxy bơm lên tim nhiều hơn, phục hồi năng lượng, thả lỏng toàn bộ cơ thể, chỉ tập trung vào hơi thở. Chúng ta dần nâng người lên, khép sát hai đầu gối, hai tay đan phía sau, lách hai mông của mình ra, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào từ từ, hạ bàn tay xuống thảm, sau đó đẩy ngực lên và vươn cằm, chúng ta thả lỏng cổ về phía sau, thả lỏng hết phần cổ, cố gắng nâng ngực lên. Hít thở đều. Rồi từ từ kéo cằm trở lại, hít vào, chậm chậm chán xuống thảm, hất tay lên cao, thở ra. Rồi chúng ta hất tay lên cao, thả lỏng toàn bộ vùng vai, thư giãn vùng cổ của mình, không gồng đầu cổ, hít thở đều. Vươn hai tay lên cao, nâng người hít vào, đẩy căng vùng cột sống lên. Vòng khử tay phải qua đầu gối trái, hai tay chắp vào và đẩy căng cái phần bàn tay của mình. Nâng lồng ngực sao cho hai tay ở giữa ngực, mắt nhìn lên qua vai trái, giữ ở đây 5 hơi thở. Cố gắng đẩy ngực của mình lên nữa. Rồi từ từ hít vào, vươn hai tay lên cao, chậm chậm vặn người sang bên phải, hạ khuỷu trò xuống, chắp hai tay và đẩy về giữa lồng ngực,
cố gắng vặn người sang phải hơn và mắt nhìn lên qua vai phải. Giữ ở đây 5 hơi thở và hít thở đều. Rồi chúng ta nâng người lên, hít vào, vươn hai tay lên cao. Chậm chậm hạ vai phải của mình xuống dưới thảm này. Sau đó tay trái áp mang tay. Rồi chúng ta có thể tách nhẹ hai gối ra để đi vai phải sang được nhiều hơn. Khi tách hai đầu gối ra thì chúng ta sẽ hạ được vai sâu hơn một chút. Sau đó đi cái tay trái sang bên phải nhiều và thẳng tay. Lúc này ta sẽ cảm nhận ở vùng vai phía sau đang được kéo giãn. Nó sẽ giảm cái phần đau mỏi cổ vai gáy khi chúng ta làm việc lâu. Hít thở đều đi ạ. Ta giữ một lúc. Rồi từ từ chống tay nâng người lên. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm vặn người sang bên phải, hạ vai trái xuống, thở hết ra. Rồi từ từ đi tay phải, áp mang tay sang bên trái. Rồi thả lỏng toàn bộ vùng vai. Hít thở đều. Rồi vươn hai tay lên cao, hít vào, đẩy căng vùng cột sống của mình lên. Thở ra hai tay xuống. Lúc này chúng ta sẽ tách hai đầu gối sang hai bên. Tách hai đầu gối sang hai bên. Hai đầu gối bằng thảm. Hai tay đặt vào đầu gối, xoay vai ra phía sau, hít vào này, dùng một lực của tay nhé, kéo ghì cái đầu gối của mình, khép sát phần ngự tay, nâng ngực của mình vươn cằm lên. Chậm chậm thả lỏng cổ ra sau. Thở ra. Rồi từ từ hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Chậm chậm cuộn lưng ra sau, thở ra. Hít thở đều trong vài hơi thở. Rồi bây giờ chúng ta duỗi thẳng hai chân. Nâng đầu gối lên xuống và thả lỏng chân của mình. Lắc hai chân sang hai bên. Cảm ơn mọi người đã cùng luyện tập qua video với Huyền. Mọi người nhớ nhấn đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều năng lượng.